Dấu chân tình nguyện. Dấu chân tình nguyện. Xin chào quý vị và các bạn, Hương Quỳnh và Minh Trang rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình Dấu chân tình nguyện được phát sóng trên kênh Cảm xúc tần số FM 89MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời và không còn gì tuyệt vời hơn là trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời đó, chúng ta làm được thật nhiều những điều ý nghĩa, đóng góp được sức lực và trí tuệ của mình cho cộng đồng, cho xã hội, sẻ chia với những người thiếu may mắn, lan tỏa tinh thần đến những trái tim thiện nguyện. Những điều đẹp đẽ như thế sẽ được chúng tôi ghi lại trong mỗi số của chương trình Dấu chân tình nguyện. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau theo chân những dự án tình nguyện. Và mở đầu cho chương trình sẽ là bản tin tình nguyện với những thông tin về các hoạt động tình nguyện trong tuần. Tiếp theo trong chuyên mục Những nẻo đường tình nguyện, chúng ta cùng đến với một hoạt động tình nguyện của câu lạc bộ Hope mang tên Khu biên cương ấm nghĩa tình 2015 với mục tiêu tặng quà, sửa đường và tổ chức khai giảng cho người dân và trẻ em thôn Gia Khâu B, xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Trong chuyên mục Góc kỹ thuật ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ và tư vấn từ chuyên gia về các hoạt động tình nguyện. Phần cuối chương trình, chuyên mục Con đường tôi chọn sẽ là những tâm sự từ chính các bạn trẻ về hoạt động thiện nguyện của mình. Sau đây là nội dung chi tiết. Bản tin tình nguyện. Bản tin tình nguyện. Thưa quý vị, lễ phát động giải thưởng tình nguyện quốc gia đã diễn ra vào sáng ngày 15 tháng 9 năm 2015 tại Trung tâm Tình nguyện Quốc gia Hà Nội. Đây là giải thưởng của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chương trình tình nguyện Liên Hợp Quốc phối hợp cùng với tổ chức trao tặng cho những cá nhân, tổ chức tình nguyện có những cống hiến và những thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cộng đồng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giải thưởng cũng nhằm phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, kêu gọi các tầng lớp thanh niên Việt Nam tình nguyện sẵn sàng chung sức vì cộng đồng. Chi tiết và giải thưởng cũng như cách thức tham gia, các bạn có thể xem tại trang web www.giaithuongtinhnguyen.vn. Vào ngày 20 tháng 9 tới đây, tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ số 2 Hoa Lư, tổ chức Givology Hà Nội sẽ tổ chức sự kiện Love Connection, gắn kết yêu thương 2015, ngày hội mang thông điệp kết nối và lan tỏa tình yêu giữa những người trẻ trong cộng đồng. Givology Hà Nội là một chi nhánh của tổ chức Givology quốc tế với sự bảo trợ của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững, hoạt động nhằm gây quỹ hỗ trợ giáo dục. Toàn bộ tiền thu được từ sự kiện gắn kết yêu thương 2015 sẽ nhằm trao học bổng cho các học sinh sinh viên khá giỏi nhưng gặp khó khăn, khó có thể theo đuổi việc học lâu dài. Câu lạc bộ vì phát triển bền vững SDC sẽ tổ chức chương trình Trung thu đêm trăng vùng cao vào ngày 25 đến ngày 27 tháng 9 cho các em nhỏ và người dân của thôn Tung Qua, xã Mù Sung, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Các tình nguyện viên sẽ tạo ra sân chơi Trung thu vui, bổ ích, ý nghĩa cho các em học sinh, người dân bản cũng như tìm hiểu về cuộc sống của con người nơi đây, những khó khăn mà các em nhỏ vùng cao đang phải đối mặt, từ đó nâng cao ý thức cộng đồng và xã hội. Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức tiếp tục nhận các sáng kiến dự thi đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2015. Chương trình là cơ hội để các tập thể, cá nhân và đặc biệt là thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, chủ động, sáng tạo trong việc đóng góp, sáng kiến hỗ trợ cộng đồng, góp phần xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội. Tổng giá trị giải thưởng trên 115 triệu đồng tiền mặt và ngân sách thực hiện dự án giai đoạn đầu. Chi tiết quý vị có thể xem tại website sangkienvicongdong.vn. Những nẻo đường tình nguyện. Những nẻo đường tình nguyện. Vừa rồi là một số thông tin nổi bật về các hoạt động tình nguyện. Còn tiếp theo chương trình ngày hôm nay, trong chuyên mục Những nẻo đường tình nguyện, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chương trình Thu biên cương ấm nghĩa tình 2015 được thực hiện bởi câu lạc bộ Hope tại thôn Gia Khâu B, xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là một chương trình thiện nguyện với mục tiêu mang niềm vui đến cho người dân và các em nhỏ nơi đây qua những công việc ý nghĩa như tặng quà, sửa đường, tổ chức khai giảng cho trẻ em. Quý vị và các bạn thân mến, đến với thôn Gia Khâu B, xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai mới thấy hết được nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Hơ Mông, cũng như thấy được nỗi vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để cải thiện cuộc sống. Thôn Gia Khâu B là thôn có chiều dài biên giới dài nhất xã Nậm Chảy, nằm lọt thỏm trong thung lũng sâu. Đường vào toàn đá tảng, to chênh vênh giữa lối, có đoạn thì dốc thẳng đứng, nhiều khúc cua tay áo, mùa khô đi lại rất khó khăn, huống chi là mùa mưa. Khí hậu ở đây quanh năm lạnh, mùa hè buổi sáng sương phủ trắng bản, nếu nắng thì nắng gắt. Bản còn nhiều những ngôi nhà chỉ là những tấm vách chênh vênh lụp sụp mà một cơn gió cũng đủ chòng chành, lạnh buốt hay cơn mưa to chạy loanh quanh khắp nhà vì dột.
Bên trong căn nhà không có gì giá trị ngoài cái chảo nấu mèn mén, chăn màn ẩm mốc, cơm vẫn còn không đủ ăn, nước sạch là một điều xa xỉ. Các em bé có khi vẫn không quần giữa cái lạnh. Cảnh tượng đó làm ai cũng phải bàng hoàng và suy ngẫm. Phong tục tập quán còn lạc hậu, đời sống phát triển kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Tiếp nối thành công của chương trình thiện nguyện đầu năm 2015 như Đến với bản em 1, 2, Hè về bên em 6, câu lạc bộ tình nguyện Hope đã đến với những bản khó khăn nhất của các huyện nghèo, đặc biệt là thôn Gia Khâu B, một thôn nghèo khó khăn nhất về đời sống phát triển kinh tế xã hội của xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Tháng 9 này, để giúp đỡ đồng bào dân tộc Mông ở Gia Khâu B, Nậm Chảy, Mường Khương, Lào Cai, câu lạc bộ tình nguyện Hope tổ chức chương trình tình nguyện Thu Biên Cương Ấm Nghĩa Tình 2015, góp một phần công sức nhỏ bé trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước, hướng đến đồng bào vùng sâu vùng xa, giáp biên giới, định canh định cư ổn định, giữ vững chủ quyền biên giới Việt Nam. Chương trình đã diễn ra trong 3 ngày mùng 4, mùng 5, mùng 6 tháng 9 vừa qua. Bạn Cao Thị Hương, trưởng ban tổ chức chương trình, nói về công tác chuẩn bị của câu lạc bộ tình nguyện Hope cho chương trình này. Trước tiên để có một chương trình tốt ấy, phải phỏng vấn tuyển tình nguyện viên. Bọn mình cùng nhau họp bàn để làm sao làm truyền thông là tốt, sử dụng mạng, sử dụng Facebook. Thì ngoài những hình ảnh thực tế và bài viết đi tiền trạm ra, thì chúng mình còn họp bàn nhau là kinh doanh các mặt hàng như là ổi lề rồi các đồ handmade. Thì trong quá trình chạy chương trình thì cái sự nhiệt tình của các bạn với là cái sự đoàn kết của cả đội, của cả thành viên của chương trình là gần 40 người, đội mưa, đội nắng, đội gió. Nhưng mà các bạn ấy không quản ngại khó khăn để có những cái sản phẩm đến cho những người mua, thì từ những cái đấy mình chúng mình trích ra trừ cái khoản gốc đi, còn tiền lãi nào chúng mình đều dồn vào cái chương trình này. Và ngoài ra kêu gọi bạn bè, người thân, rồi cũng có một số các nhà hảo tâm cho rồi các như là đồ dùng như là sách vở bút rồi chăn màn gạo cho bà con. Cách trung tâm xã Nậm Chảy chỉ có 8 km, nhưng để vào được thôn Gia Khâu B không phải là một điều dễ dàng. Những khúc cua tay áo men theo rừng núi hùng vĩ, còn chiều rộng con đường chỉ vừa đủ cho lốp xe máy đi vào. Đất đá lởm chởm, bên cạnh là vực sâu thăm thẳm. Để vào được tận thôn, các bạn tình nguyện viên đã phải mất hơn 1 tiếng đi xe máy. Có đoạn dốc trơn trượt, không đi được xe máy, cách duy nhất là đi bộ. Toàn thôn có 27 hộ, nhưng đến tận 19 hộ nghèo, các hộ còn lại là hộ cận nghèo. Trong những ngày đến với người dân nơi đây, các tình nguyện viên của câu lạc bộ Hope đã cùng chung sức khơi thông đường rãnh thoát nước ở các địa điểm nhà dân, sửa lại bể nước, lắp ống dẫn nước vào các bể nước, cùng với nhân dân trong thôn sửa đường vào thôn, sửa đường đến trường cho các em học sinh. Năm học mới này, trường mầm non Gia Khâu B chỉ có 20 em học sinh từ lớp mầm, lớp lá cho đến lớp lớn học cùng chung một lớp. Điểm trường mới được xây dựng chưa được bao lâu, cơ sở vật chất để các em học tập và vui chơi hầu như là không có. Trong lớp học chỉ mới lác đác vài cái ghế cũng đã cũ, sân trường chưa được đầu tư, mùa mưa hay bị trơn trượt. Các bạn trẻ của câu lạc bộ Hope đã dành một buổi lát bê tông cho sân trường, mang những món quà tặng cho các em học sinh nghèo như những chiếc bút, những chiếc cặp sách và những đôi dép. Các bạn đã mang đến buổi khai giảng đầy ý nghĩa cho trường mầm non Gia Khâu B. Quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn, nhưng các bạn trẻ đã nỗ lực vượt qua. Chia sẻ của Cao Thu Hương, trưởng ban tổ chức chương trình. Ý nghĩa nhất là cái hành trình mà làm cái sân, bật xe ô tô không vận chuyển vào trong thì phải nhờ bà con chuyển từ ngoài trung tâm xã vào, mà trời thì đặc biệt là không thuận tiện, đó là trời mưa rất là to vào những ngày đi chương trình. Cùng sự giúp sức của bà con đến là cùng các tình nguyện viên, chúng mình đã còn phải khuân vật liệu xây dựng là cát với là sỏi và xi măng, là toàn bằng sức người hết, không có gì để hỗ trợ ngoài sức người cả. Mỗi bạn có thể là túm một bao nhỏ 5 đến 10 cân và khênh từ ngoài đấy khênh vào. Đến khi kết thúc chương trình thì cái sân cũng đã hoàn thiện. Nhiều giọt nước, nhiều hạt cát, nhiều que diêm sẽ có thể làm nên những đại dương, những sa mạc, những ngọn đuốc ấm áp và bao dung tình người. Với tấm lòng góp chút yêu thương đem hơi ấm của miền xuôi mang lên miền ngược, câu lạc bộ tình nguyện Hope đã nhận được sự giúp đỡ quý báu về mặt tinh thần, vật chất, tài chính cho các em bé ở trường mầm non Gia Khâu B và những gia đình đồng bào người Mông nơi đây. Bạn Thanh, một tình nguyện viên mới của câu lạc bộ Hope chia sẻ. Khi đặt chân lên đến cái mảnh đất của thôn Gia Khâu B của xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương thì mới cảm nhận được là cái đời sống ở đây là thực sự là vô cùng khó khăn. Khi mà đi bộ gần 10 cây số và đến bản thì đúng thật là khác hẳn với cái cuộc sống mà một người trẻ như mình trải qua. Có điều kiện, có sức khỏe hơn nữa, mình sẽ rất là mong được đi nhiều cái chuyến thiện nguyện như thế để mang
cho đến những bà con những niềm vui mới, hoặc là hỗ trợ cho bà con một số cái việc cần thiết, như là như vừa rồi các anh chị ở chương trình đã làm cho sửa đường đi, đổ bê tông cho các em học sinh ở trường và tặng quà cho bà con. Mặc dù bà con nhận cái quà nó không giá trị đối với người Hà Nội rất là bình thường thôi, nhưng mà đối với bà con thì họ lại cả một niềm vui lớn, vì là chỉ là một cái chăn, một chiếu, một cái màn và dầu hỏa với cả một cái đèn để họ thắp sáng trong đêm thôi, nhưng mà qua đấy cũng thể hiện được là những cái tấm lòng của người miền xuôi mang lên trên miền ngược đối với bà con ở các cái vùng dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như quý vị và các bạn cũng có chung một tấm lòng với các thành viên của câu lạc bộ Hope, hãy góp một phần nhỏ bé mang thông điệp yêu thương đến vùng sâu vùng xa nơi biên giới còn gặp nhiều khó khăn. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về các chương trình tình nguyện của câu lạc bộ Tình nguyện Hope bằng cách truy cập website tinhnguyenhope.com, trang Facebook câu lạc bộ Tình nguyện Hope. Góc kỹ thuật. Góc kỹ thuật. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với hành trình thực hiện chương trình Thu Biên Cương Ấm Nghĩa Tình 2015 của các bạn trẻ ở câu lạc bộ Tình Nguyện Hope. Qua phóng sự vừa rồi thì có lẽ quý vị và các bạn cũng đã thấu hiểu phần nào những khó khăn mà các bạn tình nguyện viên phải vượt qua để thực hiện được chương trình này. Chỉ trong vòng 3 ngày mà các bạn đã thực hiện được rất nhiều những công việc như là khơi thông đường rãnh thoát nước ở các địa điểm nhà dân. Bên cạnh đó là cùng với nhân dân trong thôn, sửa đường vào thôn, sửa đường đến trường cho các em học sinh, sửa lại bể nước, lắp ống dẫn nước vào các bể nước, hay tặng quà các hộ gia đình khó khăn trong thôn Gia Khâu B, rồi đổ sân bê tông điểm trường mầm non, tặng quà cho các em học sinh nghèo và tổ chức khai giảng cho điểm trường mầm non, và rất nhiều những hoạt động khác nữa. Để thực hiện được những công việc như vậy trong vòng 3 ngày, chắc chắn cần có một kế hoạch bài bản và kỹ lưỡng. Chia sẻ về vấn đề này, anh Nguyễn Trường Quang, cố vấn chương trình cho câu lạc bộ Tình Nguyện Hope có ý kiến. Xin chào anh. Thưa anh, để thực hiện được một chương trình tình nguyện ở một nơi thuộc vùng sâu vùng xa như ở thôn Gia Khâu B, xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, các tình nguyện viên thì cần phải đảm bảo những yếu tố nào trước ngày diễn ra chương trình ạ? Thực ra thì cái này thì thực hiện một cái chương trình như thế thì nó rất cần rất nhiều vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề về con người, tức là đội phải có một cái số lượng người tham gia theo như cái yêu cầu. Cái yếu tố về sức khỏe thì nó cũng đã đảm bảo rồi. Các tình nguyện viên đã được thử qua và đã có những cái test để kiểm tra về sức khỏe rồi. Thế đấy thì có thể nói hoàn toàn yên tâm. Thứ hai là vấn đề về tài chính. Về tài chính như thế này thì phải tự đội phải tự lo lấy xe cộ để đi này, hoặc là tàu xe đường xá, rồi ăn uống dọc đường. Rồi là những cái liên quan đến tài chính nào cũng phải có. Cái phần mà truyền tải những cái quà đơn vị tài trợ lên trên đó cho các vùng sâu vùng xa thì đấy là tôi thấy là có 3 cái yếu tố là nó quan trọng. Các bạn trong câu lạc bộ Hope đã lên rất nhiều hạng mục để thực hiện chỉ trong vòng 3 ngày mà thời gian di chuyển thì đã rất tốn rồi. Theo anh nên có những biện pháp nào để hoàn thành được hết các kế hoạch trong khi thời gian lại có hạn như vậy ạ? Khi lên trên các sản vùng sâu vùng xa thế thì nói chung là khối lượng công việc nó cũng đã được tiền trạm để các bạn đã có chuẩn bị trước cho những cái vấn đề mà khi ở trên đó thì nó có các hạng mục mà làm gì hay giúp đỡ các mọi người như thế nào, hoặc là phân phát các cái quà của các nhà tài trợ như thế nào, thì cái đó thì đã được lên chương trình từ trước rồi. Và trong cái thời gian hạn hẹp như thế thì cũng các tình nguyện viên phải hết sức khẩn trương để mà hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên thì không có cái gì bằng tấm lòng của các tình nguyện viên cả. Và khi người ta đã nhận nhiệm vụ thì chắc chắn là các bạn sẽ hoàn thành. Và trong cái thời gian như thế các bạn sẽ cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. Một chương trình rất ý nghĩa nhưng cũng cần huy động rất nhiều kinh phí. Anh có tư vấn gì cho câu lạc bộ Hope nói riêng và các câu lạc bộ tình nguyện nói chung trong việc kêu gọi tài trợ để hoạt động tình nguyện được ở những nơi vùng sâu, vùng xa? Cái chuyện để mà kêu gọi các nhà tài trợ hay là những hảo tâm, đây là một cái sự chuẩn bị và có thể nói là giải thích làm sao để là những cái người mà người ta tài trợ cho mình, người ta cảm thấy là hài lòng với những cái mà chương trình các bạn đẩy ra. Cái đó là nó sẽ bao gồm là khi mà các bạn tổ chức một chương trình thì cái dự trù kinh phí cho cái vấn đề đó bao gồm những cái gì các bạn cần phải ghi rất là chi tiết, ghi rất là rõ và rất cẩn thận. Và khi mà nói đến những cái vấn đề đó thì các nhà tài trợ người ta nhìn những cái bản dự trù và những cái bản mà cân đối thu chi đấy, người ta sẽ cân nhắc là nên tài trợ vào cái phần nào
quà hay là tài trợ về phần chi phí cho đội hay là về những cái hạng mục khác nữa. Và khi mà các bạn mà muốn có được cái phần tài trợ thì các bạn phải chuẩn bị rất kỹ cái phần về dự trù kinh phí và cũng như là các phần quà để nhà tài trợ nghiên cứu và tài trợ cho các bạn. Đấy là một trong những cái kinh nghiệm của tôi. Và khi mà các bạn thực hiện chương trình thì các bạn phải có những cái báo cáo kết quả tổng tài trợ, là số tiền là từ này đã chi hết chương này cái này, thì nó là một cái báo cáo mà để các tài trợ thấy rằng là các bạn đã thực hiện cái chương trình hoàn toàn nghiêm túc, và sau này còn có những cái buổi gặp lại để tài trợ tiếp. Vâng, xin cảm ơn anh. Con đường tôi chọn. Con đường tôi chọn. Các bạn thính giả thân mến, trong một con đường tôi chọn ngày hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn những dòng cảm xúc, tâm sự của một bạn nam tên là Nguyễn Công Văn. Bạn là một tình nguyện viên trong dự án lớp học tình thương của câu lạc bộ tình nguyện Hope. Chàng trai này cũng đã tham gia rất nhiều những hoạt động tình nguyện khác trong quãng đời sinh viên của mình. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những dòng tâm sự của người bạn này về công việc thiện nguyện của mình nhé. Tình nguyện, công việc từ 4 năm nay tôi vẫn hay làm. Đi chia sẻ sức mình vì một điều gì đó nhỏ nhoi cho xã hội. Mấy chị mà tôi biết từ các chiến dịch tình nguyện hay là những người chị trên khóa tôi bảo: mày gầy nhom thế kia mà đi khỏe thế. Tôi vẫn hay nghĩ, khỏe hay yếu thì liên quan gì đến việc tình nguyện đâu, miễn là đôi chân luôn muốn bước và bàn tay luôn muốn làm. Chuyện sẽ vẫn như vậy khi tôi cứ ngày qua ngày tham gia các chuyến tình nguyện vùng xa. Một ngày tôi nhận được một tin nhắn hỏi tôi có hứng tham gia dạy học cho trẻ em không. Bắt đầu xoay lục lại tâm trí, xem là mình có thích trẻ con không, có bao giờ dạy học cho chúng nó chưa. À mà nhỡ chúng nó nghịch rồi quậy thì mình quát chúng nó ra sao. À mà hình như mình cũng không có khiếu dạy trẻ con cho lắm, mà mình cũng còn bé, liệu chúng nó có nghe không nhỉ. Hàng loạt câu hỏi khiến tôi do dự. Tự dưng tôi lại nhớ cái lần đầu mình đi làm tình nguyện. Lần đó tôi tới trại trẻ mồ côi của chính quê hương mình để giúp đỡ và tổ chức trung thu cho các em. Tôi ngồi chơi đàn, một mình, và bất chợt một cậu nhóc chạy đến. Cậu tung đôi dép siêu nhân ra, ngồi xuống nghe tôi hát. Và tôi cũng hát tất cả các bài hát mà tôi biết cho cậu nghe, thấy mình cũng người lớn hẳn. Thế là tôi gật đầu cái rụp, trả lời chị và tham gia vào công cuộc xây dựng dự án. Thế là tôi gật đầu cái rụp, trả lời tin nhắn và tham gia vào công cuộc xây dựng dự án. 2 tháng trôi qua, từ một nhóm 8 người, chúng tôi đang làm một tập thể với 30 tình nguyện viên và 15 em nhỏ của lớp học Bạch Mai. Những áp lực bắt đầu từ trách nhiệm thành viên ban điều hành, những buổi sinh hoạt không suôn sẻ. Rồi buổi học đầu tiên, tôi không tham gia được cùng lũ trẻ, thấy hơi buồn vì chuyến hành trình vất vả lại chẳng về kịp cùng lũ nhóc. Mùng 1 tháng 6, lặn lội để xuống tham dự chương trình đầu tiên tổ chức cho bạn trẻ. Rất vui, bất ngờ. Mình bắt đầu vui vẻ, hòa nhập vào trò chơi với những đứa trẻ. Chị cùng đội chơi với mình bảo: nhảy cẫng lên như trẻ con, em vui hơn bọn nó rồi đấy. À vâng, thì em vẫn trẻ con mà, lớn lên có mấy khi được chơi như vậy nữa đâu. Sau giờ chơi là giờ học. Trẻ em mà, dù ở hoàn cảnh nào thì các em vẫn có quyền vui chơi và học tập. Các anh chị sẽ cố gắng giúp đỡ các em vươn tới ước mơ. Màu trắng nở những ước mơ, nở những khát khao. Một bông hoa trắng thơm hương dịu mát, vìa giữa gió mây, lặng lẽ đón hết vơi đầy. Được tự do mang sắc hương trong cuộc đời. Một bông hoa trắng thơm hương dịu mát, vìa giữa gió.
mến, những dòng chia sẻ vừa rồi về cảm xúc trong suốt cuộc hành trình đem niềm vui chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình của bạn Nguyễn Công Văn cũng đã khép lại chuyên mục Dấu Chân Tình Nguyện ngày hôm nay. Nếu như các bạn cũng có những tâm sự, những trải nghiệm muốn chia sẻ cho chương trình, hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Dấu Chân Tình Nguyện tầng 10 số 58 phố Quán Sứ Hà Nội, hoặc gửi thư qua địa chỉ email dctn.vovgt@gmail.com. Xin cảm ơn những đóng góp từ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.